Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây là những tin chính được phát sóng trong chương trình. Đêm hôm qua, bất ngờ người dân của Trung Quốc ùn ùn kéo về biên giới để xem chính quyền ông Kim Jong Un phóng tên lửa vào một tiểu đoàn, đồng thời bắt sống 1.000 binh lính của Trung Quốc, đẩy căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh lên mức độ cảnh báo cao nhất. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, tình hình biên giới giữa Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên chưa được giải quyết xong, thì ngày hôm qua đích thân ông Kim Jong Un lại lệnh cho quân đội của Bình Nhưỡng khai tiếng súng phóng tên lửa bắn thẳng vào một căn cứ quân sự của một tiểu đoàn của chính quyền Trung Quốc, bắt tạm giam một nghìn binh lính của chính quyền ông Tập Cận Bình, làm cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng tức giận. Theo các nhà quan sát cho biết, cuộc công kích ngày hôm qua đã làm cho phía Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Mấy chục máy bay, xe tăng và binh lính của Trung Quốc đã cho chạy toán loạn. Theo một thống kê mới nhất cho biết, đã có 6 chiếc xe bọc thép bốc cháy dữ dội khi trúng một loạt các tên lửa của Bình Nhưỡng. 2 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc đã bị trúng tên lửa vỡ tan tành và bốc cháy ở vùng biên giới Trung Triều. 1.000 binh lính của Trung Quốc đã bị chính quyền ông Kim Jong Un bắt giữ. Ngay sau đó, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã cho báo động toàn quân đội từ mức độ 1 lên mức độ 4, mức độ cảnh báo cao nhất. Thưa quý vị, theo truyền thông của Bình Nhưỡng cho biết, nguyên nhân dẫn đến cuộc nổ súng đụng độ căng thẳng ngày hôm qua là do nhà lãnh đạo ông Kim Jong Un muốn trả thù Trung Quốc vì Bắc Kinh đã lợi dụng những ngày ông vắng mặt, đem quân đội điều rất nhiều xe bọc thép mang theo pháo cao xạ, máy bay quân sự J-15 và J-30 cùng rất nhiều binh lính của Bắc Kinh tràn sang lãnh thổ của Bình Nhưỡng để bắt nạt gây hấn. Và ngay sau khi ông Kim xuất hiện, ông đã cho quân lính của Bình Nhưỡng nã liên tiếp 21 quả tên lửa tầm xa và một loạt đại bác tầm cao bắn đúng mục tiêu và làm tan tành phiến quân của phía Trung Quốc. Cuộc công kích đã phá vỡ một đường hầm và một kho vũ khí của Trung Quốc, đánh tan tành một tiểu đoàn của Bắc Kinh ở gần biên giới Trung Triều, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình đang sôi sùng sục. Thưa quý vị, theo hãng tin KCNA, cơ quan ngôn luận của Triều Tiên dẫn lời ông Kim tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm qua cho biết, tôi thật sự bất ngờ khi phía Trung Quốc lại lộng hành và ngông cuồng đến như vậy. Sau khi biết tin, tôi lui về hậu trường để nhường sự chỉ đạo đất nước, chỉ đạo quân đội cho cô em gái của tôi tên là Kim Jo-jong, thì phía chính quyền của ông Tập Cận Bình đã lợi dụng tình hình trên đem rất nhiều binh lính, xe bọc thép, máy bay quân sự, máy bay chiến đấu tràn sang lãnh thổ của Bình Nhưỡng để xâm chiếm quả núi của chúng tôi. Nay tôi tuyên bố đã trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa. Tôi quyết sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc, đập tan Bắc Kinh để cảnh cáo chính quyền ông Tập. Triều Tiên muốn dạy cho Trung Quốc một bài học nhớ đời. Vụ việc nã đại bác và tên lửa ngày hôm qua chỉ là bước khởi đầu trong những mối leo thang tiếp theo. Nếu trong những tuần tới mà chính quyền của ông Tập không gửi lời xin lỗi tới Bình Nhưỡng, thì Trung Quốc tiếp tục bị Triều Tiên phóng tên lửa. Lúc đó thương vong sẽ còn rất nhiều và Trung Quốc sẽ bị thất bại thảm hại. Thưa quý vị, theo các nhà quân sự nhận định, nếu xảy ra vụ đụng độ căng thẳng ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên thì quân đội của Bình Nhưỡng dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo tài ba trẻ tuổi ông Kim Jong Un và cô em gái bà Kim Yo-jong, quân đội của Bình Nhưỡng sẽ chiến thắng vang dội trước quân đội của Bắc Kinh, bởi vì hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên được cho là rất tài ba và máu chiến. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ Tổ quốc, chứ không bao giờ chịu mất một tấc đất hay một vùng lãnh thổ nào về tay cho Tập Cận Bình. Chính vì vậy, Triều Tiên luôn luôn chiến thắng trong những cuộc đối đầu trong suốt thời gian vừa qua, còn chính quyền của ông Tập Cận Bình thì luôn bị thất bại. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn nuôi cái tham vọng độc chiếm thêm một quả núi ở Bình Nhưỡng gần biên giới Trung Triều. Đó chính là nguyên nhân vì sao mà trong suốt thời gian dài vừa qua đã xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Hiện tại thì ở khu vực này diễn biến vẫn còn đang hết sức phức tạp và chưa được lắng xuống. Thưa quý vị, theo truyền thông của Hàn Quốc cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang chờ báo động quân đội. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đang chờ điều gấp 31 chiếc xe bọc thép mang theo pháo cao xạ và hơn 20.000 binh lính của Bắc Kinh tiến lên vùng biên giới của Triều Tiên để ứng cứu quân đội của ông Tập. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng Trung Quốc không nên gây hấn bắt nạt Triều Tiên, bởi vì mãi mãi Bắc Kinh sẽ vẫn bị thất bại thảm hại trước một Triều Tiên tuy nhỏ bé nhưng họ lại có rất nhiều tên lửa. Theo các nhà quân sự phân tích rằng Triều Tiên không chỉ là một đất nước bí hiểm, họ còn là một quốc gia nhỏ bé.
Tuy nhiên, chính quyền của ông Kim Jong-un đang sở hữu trong tay rất nhiều các tên lửa siêu hạng nhất nhì trên thế giới mà các nước khác không bao giờ có được. Tên lửa của Triều Tiên có thể phóng từ Bình Nhưỡng sang đến Washington DC. Tên lửa của Bắc Triều Tiên còn gắn đầu đạn hạt nhân. Họ có thể bắn vỡ con đập Tam Hiệp vào thủ đô Bắc Kinh, đặc biệt là Thiên An Môn trong vòng 5 phút. Đây chính là lý do vì sao Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, kể cả Nga cũng phải khiếp sợ. Bình Nhưỡng còn có một nhà lãnh đạo tài ba và máu chiến mang tên Kim Jong-un. Không những thế, cô em gái của ông Kim là bà Kim Yo-jong, năm nay 32 tuổi, cũng là một nhân vật hết sức bí hiểm trên thế giới này. Thế giới mới chỉ biết đến bà Kim Yo-jong trong những tuần vừa qua khi người anh trai Kim vắng mặt. Nhưng cả Trung Quốc, Hàn Quốc hay bất kỳ một nước nào trên thế giới đều phải giật mình và thán phục trước sự quyết đoán và cứng rắn của bà Kim. Tưởng chừng người anh trai ông Kim Jong-un vắng mặt thì Triều Tiên sẽ lâm vào cảnh bi đát khi Trung Quốc liên tục điều quân lính sang bắt nạt. Nhưng tất cả đều sai khi bà Yo-jong xuất hiện, chỉ đạo quân đội thay người anh trai mình đã đánh cho quân đội của Bắc Kinh chạy toán loạn. Theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Nhật Bản nhận xét, bà Kim Yo-jong được cho là nhà lãnh đạo tài ba và rất xuất sắc, bằng chứng là bà đã lãnh đạo quân đội của Bình Nhưỡng đánh cho phiến quân phía Trung Quốc thất bại thảm hại hai lần trước khi mà ông Kim Jong-un xuất hiện, và tên tuổi và sự bí hiểm bí mật của bà đã một phần được tiết lộ trong thời gian vừa qua. Chính vì điều này, Trung Quốc đã không dám đem quân đi để xâm chiếm Bình Nhưỡng nữa. Tuy nhiên, ông Kim xuất hiện, ông vẫn muốn dạy cho chính quyền Bắc Kinh một bài học đau thương. Chính vì điều này mà hôm qua ông đã quyết định phát lệnh cho quân đội của Bình Nhưỡng nã súng phóng tên lửa vào một tiểu đoàn, đồng thời bắt sống hơn 1.000 binh lính của chính quyền ông tập chờ xét xử. Thưa quý vị, theo truyền thông của Bình Nhưỡng cho biết, hiện người dân của Bắc Triều Tiên rất vui mừng khi ông Kim trở lại. Còn các nước trên thế giới cũng như cộng đồng trên toàn thế giới rất mong Triều Tiên sẽ trừng trị Trung Quốc để gian đe chính quyền ông tập, trở lại bình yên cho thế giới, vì Trung Quốc luôn là mối nguy hiểm cho nhân loại. Thưa quý vị, theo hãng CNN, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết Trung Quốc có 14 quốc gia láng giềng xung quanh mình, thì Bắc Kinh đã đi gây hấn với 13 nước. Bằng chứng rõ rệt nhất là Bắc Kinh đã đi gây hấn với cả Nga, Hàn Quốc, Triều Tiên, và hôm qua ngoài Triều Tiên ra thì Bắc Kinh còn đi gây hấn với cả Nhật Bản. Hãng CNN còn cho biết thêm Nhật Bản phản đối Trung Quốc đã gia tăng những hoạt động gây hấn, gây căng thẳng trên biển Hoa Đông và Biển Đông trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Tarakeno, hôm kia đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc gia tăng hoạt động gây căng thẳng và bắt nạt trên vùng biển Hoa Đông, nhất là gần quần đảo Senkaku, nơi mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư. Trong các cuộc đàm phán và hội đàm trực tuyến, lần lượt những người đồng cấp Singapore, Indonesia và New Zealand, Bộ trưởng Quốc phòng ông Tarakeno của Nhật Bản đã đề cập tới những hành động đơn phương của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Keno, đã nói rằng Trung Quốc chính là một quốc gia rất nguy hiểm cho các nước trong khu vực khi liên tục đưa ra các tuyên bố vô lý trên vùng Biển Đông và vùng biển Hoa Đông trong suốt thời gian vừa qua. Đây chính là nguyên nhân gây ra căng thẳng và xung đột, gây ra mất an ninh an toàn tại hai vùng biển này. Động thái trên diễn ra sau khi Bộ trưởng của Nhật Bản công bố sách xanh ngoại giao 2021 của Tokyo. Theo các nhà quan sát cho biết, quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc thời gian gần đây khá là xấu. Nguyên nhân ban đầu được cho đều là do phía Bắc Kinh và do chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra khi liên tiếp điều quân lính, điều tàu thuyền đi xâm chiếm quần đảo Senkaku của Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Chỉ cách đây có 3 ngày thì lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản đã lên tiếng phản đối kịch liệt hải quân của Trung Quốc, đã điều rất nhiều tàu hải cảnh mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng cùng vòi rồng tiến sát vào quần đảo Senkaku để gây hấn với cả hải quân Tokyo. Ngay lập tức hai bên đã xảy ra một cuộc đụng độ nảy lửa. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn không cho rút quân. Hiện thì cơ quan bảo vệ bờ biển của Nhật Bản đang chờ trực chiến 24/24 giờ, và nếu phát hiện ra phía Bắc Kinh gây hấn, Nhật Bản sẵn sàng đánh sập con tàu hải cảnh của Trung Quốc để giàn mặt. Thưa quý vị, mới đây thì để cảnh báo Đài Bắc, Trung Quốc tiếp tục tập trận trên eo biển Đài Loan. Trung Quốc đã tổ chức tập trận quân sự trên không và trên biển Đài Loan để đáp trả các động thái gần đây của hòn đảo này. Theo tờ South China Morning Post ngày 17 tháng 8, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự trên không và trên biển gần Đài Loan để đáp trả các hành động khiêu khích của lực lượng đòi độc lập Đài Loan, lực lượng mà Bắc Kinh mô tả là nguồn rủi ro an ninh lớn nhất trên eo biển Đài Loan. Ông Xi Yi, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Mặt trận phía Đông của quân đội Trung Quốc cho biết, nước này đã cử máy bay chống ngầm, máy bay chiến đấu và tàu chiến đến phía Tây Nam và Đông Nam của Đài Loan để kiểm tra khả năng phối hợp của các lực lượng. Gần đây, Mỹ và Đài Loan đã liên tục khiêu khích và gửi đi những tín hiệu sai trái nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc và phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan.
Điều này đã tạo ra rủi ro an ninh lớn nhất trên eo biển Đài Loan, ông Shin nói trong một tuyên bố. Cuộc tập trận này là một hành động cần thiết dựa trên tình hình an ninh hiện tại trên khắp eo biển Đài Loan và nhu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia, ông nói thêm. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai cần được thu hồi và có thể dùng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh cũng nhiều lần phản đối việc Washington tăng cường quan hệ với Đài Bắc trong thời gian gần đây. Trong cuộc gặp vào tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói rằng Đài Loan là một trong những vấn đề thuộc về lằn ranh đỏ của Bắc Kinh và cảnh báo Washington không nên vượt qua. Tuy nhiên, Đài Loan và Mỹ tuần trước đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán thường xuyên về việc hợp tác giữa các lực lượng tuần duyên. Việc hợp tác có thể bao gồm các cuộc tập trận chung gần Đài Loan. Mỹ cũng thông qua thương vụ bán vũ khí mới trị giá 750 triệu đô la Mỹ cho hòn đảo này. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại!